Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một nội dung tiếp theo là chiến lược phân phối sản phẩm. Thì nếu công ty có một cái sản phẩm tốt và một cái mức giá phù hợp, bảo đảm sự chấp nhận của khách hàng và khả năng cạnh tranh ở trên thị trường cũng như đem lại doanh thu của công ty, thì theo các anh chị đã đủ chưa ạ? Thực ra ở đây chúng ta thấy rằng là vẫn chưa đủ. Vấn đề quan trọng là công ty phải làm thế nào để bảo đảm rằng là sản phẩm sẵn sàng ở những điểm tiêu thụ, và khi khách hàng có nhu cầu thì họ sẽ có thể tìm được những cái sản phẩm tại những điểm mua sắm mà họ mong muốn tìm kiếm và mua được. Như vậy, những vấn đề này nó liên quan đến chiến lược phân phối sản phẩm. Trước hết, chúng ta cần phải xem xét đến một số những vấn đề liên quan đến khái niệm chung. Thì như vậy ở đây các anh chị hiểu phân phối là gì ạ? Như vậy có thể hiểu nôm na, phân phối là những hoạt động liên quan đến việc tổ chức, điều hành, vận chuyển hàng hóa hay là dịch vụ từ nhà sản xuất đến khách hàng tiêu thụ cuối cùng. Như vậy ở đây bất kỳ một cái sản phẩm nào thì ở đây các anh chị thấy rằng là có thể là sản phẩm hàng hóa hữu hình hay là sản phẩm dịch vụ thì hoạt động phân phối cũng đều có. Tuy nhiên tùy thuộc vào đặc tính của mỗi một sản phẩm và cái chiến lược của mỗi một công ty mà cái cách thức phân phối sản phẩm có thể sẽ khác nhau. Ví dụ như là có những công ty sẽ phân phối thông qua các trung gian, nhưng mà cũng có những trường hợp là người ta sẽ phân phối trực tiếp đến tay khách hàng tiêu thụ cuối cùng. Vậy mới như vậy, từ khái niệm này các anh chị sẽ thấy rằng có một số những yếu tố sau đây hình thành hoạt động phân phối. Thứ nhất là nhà sản xuất và khách hàng tiêu thụ cuối cùng. Như vậy khi các anh chị xây dựng chiến lược phân phối, các anh chị cũng cần phải xác định rõ và phân tích thật rõ khách hàng mục tiêu và đặc điểm hành vi của khách hàng tiêu thụ cuối cùng của các anh chị là ai để chúng ta có thể thiết kế kênh phân phối cho phù hợp. Thứ hai là hệ thống các trung gian. Thì hầu hết các công ty để phân phối sản phẩm thì họ đều tận dụng những cái hệ thống trung gian của họ, bao gồm các trung gian, và họ tận dụng kỹ năng, kinh nghiệm và thậm chí là các nguồn lực của các trung gian để có thể khuếch trương và phát triển cái hoạt động phân phối của họ. Và như vậy trong cái hệ thống trung gian đó thì các anh chị thấy rằng công ty có thể sẽ áp dụng nhiều cái kiểu trung gian khác nhau mà chúng ta gọi là cái hệ thống kênh phân phối. Và trong đó công ty có thể sẽ áp dụng lựa chọn những dạng trung gian khác nhau như những người bán lẻ, những nhà bán sỉ, những cái người bán sỉ, và trong đó công ty có thể sẽ có những cái nhà phân phối hoặc là những cái đơn vị kinh doanh mà tham gia vào cái hoạt động bán sỉ của công ty, đúng không ạ? Và thậm chí là những cái người môi giới, vân vân. Và một cái yếu tố nữa mà công ty cần phải lưu ý tới đó là hệ thống kho hàng, bến bãi, các phương tiện để có thể lưu trữ hàng hóa, để có thể vận chuyển hàng hóa và đưa hàng hóa đến tay khách hàng tiêu thụ cuối cùng, và cuối cùng là hệ thống thông tin thị trường. Thì để có thể lựa chọn cái chiến lược phân phối, trong đó kênh phân phối, trung gian phân phối, cách thức phân phối hoặc là những hoạt động hỗ trợ cho các đối tác, thì công ty cần phải có những cái thông tin thị trường. Như vậy, đây là một số những yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý tới. Và ở đây chúng ta sẽ xem xét đến chiến lược phân phối sản phẩm. Thì như tôi đã trình bày cho các anh chị liên quan đến khái niệm chiến lược. Trong chiến lược phân phối thì các anh chị sẽ lưu ý đến việc là các định hướng rồi nội dung các quyết định trong cái chiến lược phân phối đó, và đặc biệt là cái mục tiêu phân phối mà công ty đặt ra trong từng thời kỳ. Thì như vậy ở đây trong cái chiến lược phân phối sản phẩm thì các anh chị thấy rằng chúng ta cần phải xem xét đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phân phối sản phẩm. Thứ hai là xác định mục tiêu của chiến lược phân phối sản phẩm. Và thứ ba là xác định chiến lược phân phối. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả. Thì đây là các cái bước mà chúng ta cần phải lưu ý liên quan đến chiến lược phân phối sản phẩm. Trước hết, tôi muốn hỏi các anh chị, theo các anh chị có những cái yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến cái quyết định trong cái chiến lược phân phối sản phẩm của công ty ạ? Như vậy ở đây các anh chị thấy rằng có thể có rất nhiều những yếu tố mà công ty cần phải nghiên cứu. Ví dụ những yếu tố liên quan đến phân tích khách hàng, bởi vì khách hàng với cái hành vi tiêu dùng rồi cái sở thích thị hiếu và cái cách mà họ chọn những cái địa điểm để đi mua hàng có thể sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định trong chiến lược phân phối sản phẩm của công ty, đúng không ạ? Yếu tố
liên quan đến đối thủ cạnh tranh, yếu tố liên quan đến đặc điểm của cái khu vực và tình hình thị trường đó, rồi cái khả năng của công ty, hoặc là thậm chí là cái đặc điểm của cái trung gian phân phối đó, để mà công ty có thể sẽ lựa chọn cái chiến lược kênh phân phối, mà trong đó các cái trung gian phân phối sẽ là ai và cái chính sách dành cho các trung gian phân phối sẽ là gì. Bên cạnh đó, các anh chị thấy rằng còn có một số những cái đặc điểm nữa liên quan đến những yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô, đúng không ạ? Ví dụ như là tình hình kinh tế cũng ảnh hưởng đến việc mà người tiêu dùng, người ta sẽ mức sống của họ ra sao và người tiêu dùng sẽ lựa chọn cái cách thức mua hàng như thế nào. Yếu tố văn hóa, yếu tố chính trị luật pháp, vân vân. Thì đây là những yếu tố mà chúng ta cần phải phân tích và nghiên cứu để mà có thể lựa chọn cái chiến lược phân phối cho phù hợp. Cái thứ hai là trên cơ sở đó thì các anh chị sẽ xác định mục tiêu cho chiến lược phân phối. Về cơ bản thì chúng ta thấy rằng có nhiều dạng mục tiêu khác nhau và có thể phân thành 3 dạng mục tiêu cơ bản trong chiến lược phân phối. Thứ nhất là mục tiêu về tài chính. Thì thường trong chiến lược phân phối, đây là một trong những cái mục tiêu quan trọng. Ví dụ như là ở đây các anh chị sẽ đặt ra cái mục tiêu về doanh thu, đúng không? Mục tiêu về cái tăng trưởng trong doanh thu như thế nào, đúng không? Thì thường cái mục tiêu tài chính là cái mục tiêu mà người ta sẽ đặt ra trong chiến lược phân phối. Tuy nhiên bên cạnh đó, trong chiến lược phân phối người ta còn đặt ra mục tiêu, đó là mục tiêu về thị trường. Mục tiêu thị trường nó gắn với những vấn đề mà công ty sẽ đặt ra cho chiến lược phân phối. Ví dụ như là cái khả năng bao phủ thị trường, khả năng mở rộng thị trường và cái thị trường mục tiêu mà công ty sẽ phát triển trong thời gian tới. Và như vậy chiến lược phân phối sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ và những cái mục tiêu mà công ty đặt ra cho nó. Và một dạng mục tiêu thứ ba là mục tiêu marketing. Thì có những trường hợp trong chiến lược phân phối thì công ty cũng đặt ra những cái mục tiêu về marketing. Ví dụ như là thị phần chiếm lĩnh, ví dụ như là cái mức độ nhận biết hoặc là quảng bá cho thương hiệu qua cái chiến lược phân phối sản phẩm như thế nào. Và như vậy, tùy thuộc vào từng giai đoạn mà công ty có thể sẽ lựa chọn những cái mục tiêu khác nhau cho chiến lược phân phối, để trên cơ sở đó thì người ta sẽ đưa ra những quyết định khác nhau trong từng giai đoạn của cái hoạt động phân phối sản phẩm của công ty. Và bước tiếp theo là xác định chiến lược phân phối sản phẩm. Thì phần này tôi sẽ trình bày chi tiết ở nội dung tiếp theo sau đó. Và cuối cùng là việc đánh giá hiệu quả. Thì theo các bạn, các anh chị, thì công ty sẽ đánh giá hiệu quả chiến lược phân phối bằng những cái tiêu chí nào ạ? Thì thường ở đây các anh chị thấy rằng là cái tiêu chí mà các công ty người ta thường hay sử dụng, đó là người ta căn cứ vào cái tiêu chí gắn với những cái chỉ tiêu về tài chính, đúng không ạ? Ví dụ như là doanh thu, hoặc là tốc độ tăng trưởng trong doanh thu, hoặc là sản lượng, vân vân. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người ta có thể sẽ áp dụng những cái chỉ tiêu khác nữa. Ví dụ như là cái khả năng kiểm soát, và khả năng kiểm soát khi mà người ta áp dụng cái chiến lược phân phối đó, rồi người ta có thể xem xét đến một số những cái quyết định trong kênh, vân vân, thì người ta phải xem xét đến cái khả năng kiểm soát ở trong kênh nó như thế nào. Và một cái chỉ tiêu nữa mà người ta có thể sẽ áp dụng để mà có thể đánh giá hiệu quả của chiến lược phân phối, đó là cái khả năng về cái tính linh hoạt trong cái kênh phân phối đó và chiến lược phân phối đó. Và nếu mà cái tính linh hoạt nó không bảo đảm thì công ty có thể xem xét lại cái cách thức thiết kế kênh và những cái thay đổi trong chiến lược phân phối. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến các cái nội dung cơ bản trong cái quyết định của chiến lược phân phối. Thì như vậy trong chiến lược phân phối thì công ty sẽ xem xét đến một số những quyết định cơ bản sau đây. Thứ nhất là chiến lược kênh. Thứ hai là chính sách dành cho các trung gian. Thứ ba là vấn đề tổ chức quản lý kênh. Và cuối cùng là những yếu tố liên quan đến phân phối vật chất. Phân phối vật chất. Thì như vậy trong cái quyết định liên quan đến chiến lược kênh thì công ty phải xem xét đến một số những nội dung. Ví dụ như là vấn đề thiết kế kênh, xác định các trung gian, số lượng các trung gian như thế nào. Thứ hai là tìm kiếm, lựa chọn các trung gian và thương lượng với các trung gian. Và thứ ba là trong chiến lược kênh theo thời gian thì người ta phải xem xét đến quyết định phát triển kênh hay không, thay đổi kênh như thế nào và củng cố kênh phân phối như thế nào để có thể bảo đảm cái tính hiệu quả và cái khả năng cạnh tranh trong cái chiến lược phân phối sản phẩm của công ty. Và như vậy trong chiến lược kênh thì công ty có thể sẽ lưu ý đến những cái dạng chiến lược sau đây. Thứ nhất là chiến lược kênh phân phối rộng khắp. Chiến lược kênh phân phối rộng khắp là chiến lược mà trong đó công ty có thể sử dụng nhiều trung gian phân phối khác nhau và sản phẩm sẽ được bán ở nhiều địa điểm phân phối khác nhau.
và bảo đảm rằng sản phẩm có mặt ở nhiều điểm phân phối khác nhau và ở nhiều kênh phân phối khác nhau. Thì đây là một cái dạng chiến lược phân phối mà các anh chị thấy rằng là những cái sản phẩm tiêu dùng như là những cái sản phẩm thực phẩm, đúng không ạ? Những sản phẩm thực phẩm và một số những cái sản phẩm tiêu dùng cơ bản, người ta áp dụng cái chiến lược phân phối này khá nhiều. Rồi chiến lược kênh phân phối chọn lọc là chiến lược kênh phân phối mà trong đó công ty có thể sẽ lựa chọn rất là kỹ các cái trung gian phân phối để có thể phân phối sản phẩm của họ. Và đặc biệt là chiến lược kênh phân phối độc quyền. Thì chiến lược kênh phân phối độc quyền cũng có thể áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Ngay cả những cái sản phẩm tiêu dùng, các anh chị thấy rằng người ta vẫn áp dụng chiến lược kênh phân phối độc quyền. Thì trong đó, có thể ở một khu vực thị trường nào đó, công ty có thể sẽ chỉ phân phối sản phẩm thông qua một trung gian duy nhất. Và như vậy công ty có thể sẽ có những cái mối quan hệ và quản lý từ cái nhà trung gian phân phối này. Và cái nhà phân phối độc quyền này, họ sẽ phân phối sản phẩm ở trong khu vực thị trường đó. Đúng không? Thì như vậy ở đây tùy thuộc vào từng trường hợp mà công ty có thể sẽ áp dụng cái chiến lược kênh phân phối rộng khắp, phân phối chọn lọc hay là chiến lược kênh phân phối độc quyền. Và quyết định thứ hai trong chiến lược phân phối đó là chính sách dành cho các trung gian. Như vậy để phân phối sản phẩm, theo các anh chị công ty có thể sẽ có những cái chính sách nào dành cho các trung gian ạ? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng công ty có thể sẽ lưu ý đến một số những quyết định sau đây. Thứ nhất là đối với các đối tác lớn và các cái khách hàng trung gian là những siêu thị hay là những nhà phân phối lớn, nghĩa là những đối tác lớn, thì công ty cần phải lưu ý đến việc xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai là trong chính sách dành cho trung gian thì công ty cần phải lưu ý đến chính sách chiết khấu hoa hồng dành cho các trung gian. Tùy thuộc vào từng cái đối tượng trung gian khác nhau mà chính sách chiết khấu hoặc là hoa hồng sẽ khác nhau. Và thứ ba là công ty áp dụng cái chính sách liên quan đến phương thức thanh toán. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà công ty có thể sẽ áp dụng những cái phương thức thanh toán khác nhau. Ví dụ như là thanh toán trả tiền liền, thanh toán gối đầu, thanh toán trả dần. Hoặc là công ty có thể sẽ áp dụng cái thanh toán bằng tiền mặt hay là thanh toán chuyển khoản. Thì khi mà công ty thương lượng và giao dịch với các trung gian phân phối thì người ta sẽ phải lưu ý đến việc là xác định phương thức thanh toán cụ thể. Một cái chính sách nữa mà công ty cần phải lưu ý tới đó là chính sách thưởng hoặc là phạt. Thưởng hoặc là phạt. Thì ở đây các anh chị cần phải lưu ý tới là thực ra có những trường hợp mà công ty cần phải đưa ra những cái chính sách thưởng dành cho các cái đối tác là trung gian có thể trong cái hoạt động phân phối đem lại cho công ty một số những cái lợi ích. Ví dụ như là người ta có thể sẽ bán với doanh thu vượt quy định của công ty, với những cái sản lượng vượt quy định của công ty, thì trong trường hợp đó công ty sẽ phải có những cái chính sách thưởng dành cho những cái trung gian mà có doanh số cao hơn so với quy định. Hoặc là có những trường hợp là người ta sẽ có những cái phương thức thanh toán có thể có lợi cho công ty, ví dụ như là thanh toán trước hạn. Đúng ạ, do đó ở đây công ty có thể sẽ có những chính sách mà thưởng dành cho những trung gian có thể đem đến cho công ty những cái lợi hoặc là có thể là vượt quá mong đợi của công ty. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người ta sẽ có những cái hình thức phạt để có thể quản lý được các trung gian đó. Ví dụ như là có những trường hợp là nợ quá hạn, hoặc là có những cái trường hợp mà công ty khi đưa ra một cái chính sách nào đó nhưng các đối tác không thực hiện đúng những cái yêu cầu theo cái chính sách của công ty. Ví dụ như là có thể là bán phá giá, hoặc là có thể có một số những cái hoạt động kinh doanh có thể đem lại lợi ích cho các trung gian nhưng lại bất lợi và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống phân phối của công ty. Thì trong trường hợp đó, tùy thuộc vào từng trường hợp, tùy thuộc vào tình huống mà công ty có thể sẽ áp dụng những cái hình thức phạt cho thích hợp. Và một cái chính sách nữa mà công ty có thể sẽ lưu ý